Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video clip của Hùng Huyền Đông Anh. Nếu như quý vị và các bạn yêu thích âm nhạc, muốn đầu tư một bộ âm thanh tầm trên dưới 20 triệu thì xin mời tham khảo bộ âm thanh dưới đây. Đây là bộ âm thanh mà Hùng Huyền Đông Anh đang phối ghép bởi cặp loa Onkyo 77FX và chiếc âm ly Denon PMA 1500R 25 mã. Về hình thức thì bộ âm thanh này rất là đẹp và về chất âm thì rất là hay. Với mức đầu tư tầm 25 triệu thì quý vị và các bạn nên tham khảo bộ âm thanh như thế này. Loa Onkyo 77FX, vỏ thùng vân gỗ màu vàng, loa có 3 đường tiếng và loa tép thì dạng kèn, rất là hay và rất là đẹp. Với cặp loa này thì quý vị và các bạn có thể ghép với những âm ly khác, âm ly Denon, âm ly Sansui, có thể là những dòng loa âm ly bình dân hơn. Nhưng để ghép hình thức đẹp thì các bác nên chọn những chiếc âm ly có màu sắc sáng để cho nó tương đồng với cặp loa. Ngoài bộ âm thanh như thế này thì tại Hùng Huyền Đông Anh còn có rất nhiều những mẫu loa, mẫu âm ly khác. Các bạn có thể tham khảo tại trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với bưu điện huyện Đông Anh. Và mức giá chính xác của bộ âm thanh này, Hùng Huyền Đông Anh xin báo để quý vị và các bạn biết là 25 triệu 500 nghìn đồng các bác nhé. 25 triệu 500 bộ âm thanh mà Hùng Huyền Đông Anh vừa giới thiệu. Tôi xin nhắc lại, mọi chi tiết xin liên hệ 0984 285 477.